Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã thức dậy cùng với chúng tôi trong một ngày mới để khởi động một ngày của chúng ta thật hiệu quả hơn trong chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay là thứ Tư ngày 23 tháng 3 năm 2016. Tôi là biên tập viên Vi Dung. Còn tôi là Thúy Dương. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng gấp rút khắc phục sự cố sập cầu Gành với 3 phương án được đưa ra. Tiến độ thực hiện phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Sáng hôm nay, đông đảo gia đình bạn bè và người hâm mộ sẽ có mặt để đưa cố nhạc sĩ Trần Lập, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường về nơi an nghỉ cuối cùng. Hãy cùng nhìn lại những con đường anh đã đi qua như một cách tiễn biệt người nhạc sĩ luôn tự tin và mạnh mẽ. Hơn 4 vạn trí thức Việt Kiều ở Pháp luôn hướng về quê hương với khát vọng cống hiến. Tiến sĩ Mai Thanh Đức, một đại diện trí thức trẻ tiêu biểu trong cộng đồng này sẽ chia sẻ với câu chuyện buổi sáng nỗ lực của mình trong việc tham gia giải quyết vấn nạn thực phẩm bẩn ở Việt Nam. Nhiều quốc gia châu Âu thắt chặt an ninh để ứng phó với nguy cơ khủng bố sau một loạt các vụ đánh bom xảy ra vào ngày hôm qua tại thủ đô Brussels của Bỉ. 16.000 hành khách bị ảnh hưởng khi hơn 100 chuyến bay nội địa bị hủy bỏ ở Nhật Bản. Nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi vi tính. Thưa quý vị, liên quan đến vụ xà lan đâm sập cầu Gành vào ngày hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục họp bàn về các phương án trục vớt cầu Gành cũ đã sập và khôi phục lại tuyến đường sắt Bắc Nam trong thời gian sớm nhất. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đơn vị phải điều động nhân sự tinh nhuệ và các thiết bị máy móc hiện đại nhất để sớm khắc phục sự cố, khôi phục tuyến đường sắt nhanh nhất. Về phương án trục vớt dầm cầu bị chìm, đơn vị tư vấn đưa ra hai phương án sử dụng xà lan 500 tấn để cẩu các dầm cầu đưa đi nơi khác sau khi được cắt rời để trục vớt dầm cầu bị sập. Và công việc sẽ thực hiện từ chiều ngày 22 tháng 3 đến cuối tháng 3 sẽ hoàn thành. Việc khôi phục cầu Gành để thông tuyến đường sắt cũng được đưa ra 3 phương án, trong đó phương án nâng cao độ chắc dọc đỉnh ray trên cầu lên khoảng 2,2 mét để đáp ứng tĩnh không thông thuyền cấp 3, tức là tăng khoảng cách an toàn giữa mặt nước với dầm cầu. Phương án này gần như xây mới toàn bộ cầu, sơ đồ 3 nhịp 75 mét, dầm dàn vòm thép giản đơn, xây dựng hai trụ cầu bê tông cốt thép mới bằng cọc khoan nhồi đường kính 1,5 mét giữa sông, xây mới hai mố bê tông cốt thép cọc khoan nhồi ở hai đầu cầu. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo, từ nay đến cuối tháng 3 phải trục vớt được dầm cầu Gành bị sập, muộn nhất đầu tháng 4 bắt tay thi công và phải hoàn thành trước 15 tháng 7. Tiếp theo sẽ là phần điểm báo sáng nay của chúng tôi. Thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải và Công ty Đường sắt đã đưa ra những con số ước tính thiệt hại đầu tiên do sự cố sập cầu Gành. Trong đó, chỉ tính riêng chi phí xây cầu thay thế đã lên tới 300 tỷ đồng. Trao đổi với báo Lao động, Thứ trưởng điều hành Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, chi phí dự kiến để xây lại cầu mới thay thế cầu Gành dao động từ 250 đến 300 tỷ đồng, còn thiệt hại với ngành đường sắt thì chưa thể tính nổi. Vừa gồng mình xử lý sự cố, ngành đường sắt vừa đau đầu tính thiệt hại. Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn chia sẻ với báo Lao động về việc chưa thể tính được con số thiệt hại cụ thể trong vụ sập cầu Gành, nhưng nhận định những chi phí ban đầu cho việc khắc phục hậu quả sự cố này đã rất lớn. Ông Tuấn nhẩm tính riêng cho việc trung chuyển 5.207 hành khách trong ngày 21 tháng 3, công ty này đã tiêu tốn gần 300 triệu đồng cho hơn 100 chuyến xe và mỗi chuyến tốn chi phí khoảng 2,7 triệu đồng. Đại diện công ty này cho hay sau khi triển khai việc trung chuyển hành khách bị kẹt xe do sự cố, công ty mới giải quyết hàng trăm tấn hàng còn đang bị mắc kẹt tại các nhà ga. Để giữ chân khách, Tổng Công ty Đường sắt đang lên phương án đầu tư vào hệ thống bến bãi, đường xếp dỡ, thậm chí là cả hệ thống đường bộ vào một số ga để trung chuyển hàng hóa, cũng như là tăng năng lực xếp dỡ. Tổng công ty này còn phải thương thảo lại với một số hành khách về vấn đề chi phí trung chuyển và giảm bớt lượng tàu khách trong khu vực từ Biên Hòa về Thành phố Hồ Chí Minh thay vì là 5 đôi thì còn lại 3 đôi tàu. Thưa quý vị, cũng liên quan đến sự cố sập cầu Gành, trên trang nhất, trang tư và trang năm báo Giao thông có bài viết với nhan đề hành khách đi tàu tăng trở lại, chưa tính được thiệt hại về tiền và huy động đơn vị mạnh nhất xây nhanh cầu Gành mới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Giao thông vào ngày 22 tháng 3 tại ga Sài Gòn, mọi hoạt động đã trở lại bình thường, nhiều hành khách đã đến mua vé, số người trả vé cũng ít dần. Trao đổi với báo Giao thông, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc chi nhánh Vận tải Bình Thuận, đơn vị quản lý ga Biên Hòa cho biết, công tác vận chuyển hành khách vẫn diễn ra bình thường.
Hiện tại ga Biên Hòa có 3 đôi tàu trung chuyển đảm bảo khách khi mua vé đến ga là có tàu để đi không lo bị ách tắc. Trao đổi với báo Giao thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Ngô Anh Tảo cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị vẫn tiếp tục nghiên cứu những phương án khả thi nhất để sửa cầu gành sớm nối liền đường sắt qua đoạn này. Về mức độ thiệt hại, ông Tảo cho biết vẫn chưa có con số cụ thể. Và sáng ngày 22 tháng 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tiếp tục chủ trì cuộc họp bàn biện pháp sớm nối thông tuyến đường sắt Bắc Nam sau khi cầu gành bị đâm sập. Dù có nhiều phương án được đưa ra, nhưng các ý kiến đều thống nhất ưu tiên phương án xây dựng cầu gành mới để nâng tĩnh không cầu. Theo phương án được ưu tiên lựa chọn xây dựng, cầu gành mới sẽ được xây dựng với 3 nhịp thay vì 4 nhịp như cầu cũ. Cầu gành cũ có 4 nhịp, mỗi nhịp dài 55,9 m, có kết cấu dạng vòm. Và để đảm bảo tính mỹ quan cũng như ý nghĩa của một công trình đã in đậm trong lòng người dân Đồng Nai hơn 100 năm qua, đơn vị tư vấn cũng như thiết kế các dầm cầu mới dạng vòm nhưng đã thu lại chỉ còn 3 nhịp, mỗi nhịp dài 75 m, đồng thời nâng tĩnh không lên 2,2 m để tăng tĩnh không thông thuyền về bề ngang và chiều cao. Để đảm bảo tiến độ, Thứ trưởng Đông yêu cầu các đơn vị phải huy động lực lượng tinh nhuệ với những thiết bị máy móc hiện đại nhất để đưa vào khắc phục sự cố cầu gành với mục đích đảm bảo việc khôi phục tuyến đường sắt nhanh nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Theo đó, thì kể từ thời điểm này trở đi, xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng mà chưa đăng ký. Thông tin này được đăng tải trên báo điện tử VOV ngày hôm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu xe máy điện của tất cả các đối tượng, nhập khẩu thương mại, nhập khẩu phi thương mại tại các cửa khẩu nơi có cơ quan hải quan để thu thuế theo quy định. Đồng thời chỉ đạo cơ quan thuế tại các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe máy điện trên địa bàn trong việc chấp hành quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu xe máy điện tại nơi không có hải quan kiểm soát để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng xe máy điện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ như là không đội mũ bảo hiểm, kết hợp với việc nhắc nhở tuyên truyền vận động người dân thực hiện việc đăng ký xe máy điện, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất kinh doanh, nhập khẩu xe máy điện trái phép. Tiếp tục chương mục điểm báo là bài viết được phản ánh trên trang 6 báo Thanh niên số ra sáng ngày hôm nay. Bài viết của hai tác giả Đình Mười và Chí Nhân với nhan đề Mặn tấn công nguồn nước sinh hoạt ở Sài Gòn. Theo báo cáo ngày 22 tháng 3 của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako, nguồn nước sông Sài Gòn đang bị xâm nhập mặn nghiêm trọng, khiến tình hình cung cấp nước của các nhà máy nước như Tân Hiệp, Bình An bị ảnh hưởng. Đặc biệt từ ngày 25 tháng 1 năm 2016 cho đến nay, thì nhà máy nước Tân Hiệp phải 15 lần dừng bơm nước thô tại trạm bơm Hòa Phú do nước sông Sài Gòn có độ mặn quá cao. Trả lời phóng viên báo Thanh niên, ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Sawako cho biết, việc nhiễm mặn của sông Sài Gòn đã ảnh hưởng nhiều đến công suất hoạt động của nhà máy nước Tân Hiệp. Nếu tình hình nhiễm mặn tiếp tục tăng cao, thì nhà máy nước Tân Hiệp sẽ buộc phải ngưng lấy nước thô từ sông Sài Gòn kéo dài từ 12 đến 16 giờ trong ngày. Khi đó thì Sawako phải tăng công suất các nhà máy nước khác trong hệ thống để bổ sung nguồn nước cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Sawako cũng tiến hành điều tiết mạng lưới để điều chuyển nguồn nước cho các khu vực bị ảnh hưởng, luôn sẵn sàng xe bồn, bồn chứa cố định để hỗ trợ cấp nước. Trong trường hợp nhiễm mặn buộc ngưng lấy nước thô từ sông Sài Gòn kéo dài hơn 16 giờ trong ngày. Ngoài những giải pháp trên, theo ông Giang, Sawako cần phải triển khai biện pháp cấp nước khẩn cấp tạm thời, tăng cường vận chuyển nước bằng xe bồn và lắp đặt các bồn chứa nước tập trung đến các bệnh viện, trường học, cơ quan trọng yếu, các khu vực không thể điều tiết mạng lưới cấp nước đến. Việc 125 hectare đất thuộc khu E, khu đô thị Nam thành phố Hồ Chí Minh bị vướng quy hoạch treo suốt 22 năm qua sẽ được nêu ra tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố vào ngày 19 tháng 4 tới. Và trên trang 1 và trang 3 của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay có bài viết phản ánh về tình trạng khu Nam thành phố Hồ Chí Minh dân ôm đất ngồi khóc. Bà Huỳnh Thị Kiều ở đường Hoàng Đạo Thúy, xã An Phú Tây, Bình Chánh từ nhỏ đã sống cùng gia đình tại mảnh đất này. Đến năm 1994, nhà đất của bà nằm trọn trong quy hoạch khu đô thị Nam thành phố. Suốt 22 năm qua, nhà cửa dột nát tơi tả nhưng bà không được xây mới. Chính quyền địa phương đã nhiều lần xuống đo đạc rồi thông tin về việc giải tỏa nhưng chờ mãi hết năm này qua năm khác mà vẫn không thấy gì. Chúng tôi muốn dọn đi cũng không xong vì không ai dại gì mua nhà đất trong quy hoạch, bà Kiều tâm sự.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Vân ở xã An Phú Tây có 5.000 m2 đất nằm trong quy hoạch khu Nam thành phố. Đất rộng bà Vân nhiều lần muốn chuyển mục đích sử dụng nhưng mà do đã có quyết định thu hồi đất nên bà đành chịu. Hàng ngàn mét vuông đất suốt 22 năm trời đều bị bỏ hoang. Người dân sống tại khu vực này hiện nay chịu rất nhiều thiệt thòi, cuộc sống hết sức khó khăn vì quyền lợi hợp pháp về nhà đất của họ bị hạn chế. Các dự án tại khu E triển khai càng chậm thì người dân lại càng khổ. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu đô thị Nam thành phố cùng với các sở, ngành và đơn vị liên quan trong ngày 22 tháng 3. Đồng tình với quan điểm này thì ông Nguyễn Văn Lâm cho biết là Ban Kinh tế Ngân sách sẽ báo cáo với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và sẽ nêu vấn đề này tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào ngày 19 tháng 4 tới. Thưa quý vị, trong một năm về trước, vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, tai nạn sập giàn giáo kinh hoàng tại Đại công trường Formosa, khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã khiến cho 13 công nhân tử nạn. Hàng chục công nhân bị thương vong khi bị vùi dưới đống sắt thép khổng lồ hàng trăm tấn. Phóng viên của Báo Lao động đã lặn lội về thăm gia đình của những người công nhân xấu số và thật khó tin với những gì đã chứng kiến. Trên trang 7 Báo Lao động có một loạt bài phóng sự điều tra, bài viết đầu tiên với nhan đề Xót xa Formosa. Nhóm phóng viên trở lại những nhóm làng xa xôi ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lần này để gặp họ. Những người đàn bà một năm tròn hàng đêm vẫn quệt những giọt nước mắt mặn chát, uất nghẹn. Những người đàn bà nuôi nấng những trụ cột vâm váp, nay phải nằm một chỗ yếu ớt, tính khí như trẻ thơ, sống mà như đã chết. Bà Nguyễn Thị Vinh, xóm Trung Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, tay cặp nách, tay dắt hai đứa cháu nội là con của nạn nhân Phạm Công Sơn, bước từng bước khó nhọc trên con đường bê tông. Nhiều đêm liền, bà Vinh thức trắng, đứng trước di ảnh con trai mà khóc. Bà trách móc con vì lo nghĩ không biết rồi đây con dâu sẽ phải làm gì để nuôi cháu nội. Những công nhân ở nhiều miền đến với Formosa với ước mong kiếm được một khoản tiền nào đó về trang trải nợ nần, để nuôi con cái và ăn học tử tế. Thế nhưng có những người chưa kịp cầm trong tay tiền lương tháng đầu tiên thì thần chết đã cướp đi mạng sống, dồn đẩy thêm nhiều gia đình vào cảnh đối mặt với cái đói, cái nghèo và sự thất học, tương lai mịt mù không lối thoát. Cũng như những nạn nhân xấu số khác, bà Hoàng Thị Hiều, 60 tuổi, ở thôn 1, xã Lâm Trạch, ôm chiếc mũ công nhân màu xanh ngồi tựa cửa. Cái chết tức tưởi của anh Nguyễn Văn Bảo là một điều khủng khiếp bà không thể nguôi ngoai. Cha mất sớm nên học xong lớp 9, anh Bảo phải ở nhà với mẹ. Hàng ngày anh lên rừng làm thuê để có tiền nuôi mẹ. Thấy thằng Bảo chăm làm, mãi không có người yêu, nên sau khi làm nhà xong, thì bà cũng tính kiếm cô nào tương đối ở trong xã để cho anh cưới vợ, cho xong chuyện. Nhưng con nói để thư thời gian để đi làm, để có tiền rồi hãng tính. Và cũng như những nạn nhân xấu số khác thì bà Hiền cũng được phía nhà thầu Samsung đền bù thiệt hại là hơn 400 triệu đồng. Số tiền này sau khi lo ma chay cho con trả nợ xong nhà thì bà Hiền đem một ít gửi ngân hàng. Bà Hiền bảo rằng sự sẻ chia của cộng đồng trách nhiệm nhà thầu khiến cho bà phần nào cũng đã được an ủi. Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp mới đây đã tuyết còi hai quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong đó có nội dung rút ngắn niên hạn sử dụng của các loại tàu du lịch từ 5 đến 10 năm so với luật. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, hiện có 534 tàu du lịch, trong đó có 202 tàu lưu trú qua đêm và 332 tàu phục vụ tham quan theo tiếng, tức là tàu tiếng. Theo tính toán của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hiện đội tàu lưu trú qua đêm trên vịnh chỉ hoạt động khoảng 50% công suất, trong khi tàu tiếng chỉ sử dụng hết khoảng 42% công suất. Như vậy thì với đà tăng trưởng khách như hiện nay, theo tính toán phải tới năm 2025 thì 534 con tàu trên mới hoạt động hết công suất. Thực tế để giành khách thì các chủ tàu đua nhau đại hạ giá và thả nổi dịch vụ khiến cho hình ảnh du lịch Vịnh Hạ Long trở nên xấu xí trong mắt không ít các du khách. Đáng lo ngại là trong 7 năm qua thì đã xảy ra 20 vụ tai nạn liên quan đến tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long khiến cho 22 du khách, trong đó chủ yếu là khách nước ngoài, đã bị thiệt mạng. Bài báo vừa rồi cũng là phần điểm báo cuối cùng của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục tin sáng. Số lượt thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội cao gấp 1,5 lần so với năm trước. Khoảng 7 vạn lượt thí sinh đã đăng ký và nộp lệ phí tuyển sinh. Dù hạn đăng ký cho đợt thi này là 17 giờ ngày 22 tháng 3, nhưng từ ngày 18 tháng 3, cổng đăng ký của trường đã đóng do các điểm thi đều hết chỗ. Nhiều thí sinh muốn dự thi ngay trong đợt đầu, nhưng điểm thi tại Hà Nội không còn đăng ký được nữa, phải chấp nhận đi xa tới điểm thi Đà Nẵng, Nghệ An. Một trong những lý do chính khiến cho lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh
là năm nay, ngoài các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, còn có thêm 5 đại học khác sử dụng kết quả thi này để tuyển sinh đại học. Kỳ thi đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 5 tới ngày 8 tháng 5 và ngày 13 tới ngày 15 tháng 5 tại 7 điểm thi ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng. Các thí sinh sẽ làm 140 câu hỏi trắc nghiệm trong 195 phút, 70% kiến thức thuộc chương trình lớp 12. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7. Dự kiến đến ngày 20 tháng 7 sẽ có kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây sẽ là căn cứ để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng trong đợt tuyển sinh năm nay. Dựa trên điểm số của mình, thí sinh sẽ phải lượng sức để chọn được ngành học phù hợp. Bên cạnh thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực của các ngành nghề. Thú y, chăn nuôi hay khoa học cây trồng, những ngành học thường không hấp dẫn được học sinh, cho dù đó là những ngành mang đến nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập khá. Một trong những lý do là thí sinh không đủ thông tin về các ngành nghề này. Các trường đại học hiện nay đều đa ngành đa nghề trong đào tạo. Do đó, các thí sinh có nhiều lựa chọn cho mình. Việc lựa chọn này sẽ phải dựa trên những thông tin đầy đủ. Chỗ học tập như thế phù hợp mình không này, cái địa bàn học tập thế thì nó kinh tế nó tốn kém như nào này, và được cái gì từ cái ngôi trường đấy, và thì nên tìm hiểu kỹ. Và theo tôi nên chọn ngành trước, học sinh nên chọn ngành trước. Thí sinh và các bậc phụ huynh hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi mình ra một quyết định. Ví dụ là trường ấy, ngành ấy năm ngoái họ tuyển sinh thế nào, ra trường tỷ lệ công ăn việc làm thế nào, con mình thuộc vào top là sẽ sau này sẽ trở thành cán bộ nghiên cứu hay là sau này sẽ trở thành cán bộ thực hành làm ở một công sở của nhà nước, tức là cán bộ công chức, hay là làm ở các doanh nghiệp. Thì đấy là cái định vị mà chúng ta phải làm trước. Trong đợt một xét tuyển đại học năm nay, thay vì chỉ được nộp vào một trường cho 4 ngành và được quyền rút hồ sơ khi thấy khả năng trúng tuyển không cao như năm ngoái, thì thí sinh sẽ được đăng ký xét tuyển tối đa vào 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành và không được thay đổi nguyện vọng đăng ký. Nếu xét tuyển các đợt bổ sung, thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Điều này bảo đảm các em được chọn ngành học theo sở thích. Cái đầu tiên các em phải quan tâm đến cái ngành nghề mình yêu thích. Thì có rất nhiều cái trường đào tạo các cái ngành nghề mà các em muốn. Vì vậy các em phải lựa chọn cái ngành, các cái trường nó phù hợp với là cái kết quả thi của mình để các em đăng ký. Một điểm đáng lưu ý là quy chế tuyển sinh năm nay không quy định điểm xét tuyển đợt sau phải cao hơn hay bằng điểm xét tuyển đợt trước. Do vậy, các trường sẽ chủ động cân chỉnh điểm nhận đăng ký xét tuyển, tránh tình trạng các trường top trên nhận hồ sơ từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, gây phức tạp cho công tác tuyển sinh chung. UBND TP Hà Nội vừa giao các đơn vị trực thuộc cắt giảm tới 20% kinh phí chi thường xuyên trong năm nay. Đây là chủ trương của chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được thành phố phê duyệt. Theo đó, ngoài cắt giảm 10% chi thường xuyên theo quy định của Trung ương, các đơn vị sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 10% chi thường xuyên nữa. Số tiền tiết kiệm được, dự tính khoảng 1.500 tỷ đồng sẽ được dùng để cải cách tiền lương. Cũng theo chủ trương này, một số khoản chi sẽ cắt giảm 100%, gồm chi cho lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành, các công trình xây dựng cơ bản, các dự án không nằm trong quy hoạch, thu hồi đối với dự án không triển khai đúng theo cam kết hoặc giấy phép, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp. Đối với đất đai, trụ sở làm việc, thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng. Thành viên của các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, còn được gọi là các hiệp sĩ đường phố, sẽ được hưởng một số chế độ hỗ trợ, ví dụ như là tiền xăng hỗ trợ tuần tra, tiền sửa chữa phương tiện hay là khen thưởng. Nguồn tiền được trích từ Quỹ An ninh Quốc phòng. Quỹ phòng chống tội phạm cũng có thể được xây dựng với mức chi trả cho mỗi người thuộc các câu lạc bộ phòng chống tội phạm là 0,5 tháng lương tối thiểu một người một tháng, như chế độ đối với bảo vệ dân phố. Đó là chủ trương của Công an tỉnh Bình Dương nhằm hỗ trợ hoạt động cho các hiệp sĩ trong công tác phòng chống tội phạm. Đến nay, tại tỉnh Bình Dương có 91 câu lạc bộ phòng chống tội phạm với trên 100 thành viên đã tham gia bắt giữ rất nhiều vụ phạm pháp, trộm cắp, cướp giật. Lực lượng này góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị, trong các bản tin gần đây chúng tôi đã liên tục phản ánh về vụ việc nghi vấn bảo kê lò gạch tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Liên quan tới vụ việc này, mới đây Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã ra quyết định phá bỏ và tháo dỡ 4 lò gạch không phép tại hai xã Đức Hòa và Bắc Phú. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự VTC tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn trong chiều ngày hôm nay, hai lò gạch của ông Nguyễn Đức Hạnh và ông Đào Văn Thanh đã ngừng mọi hoạt động theo đúng chỉ đạo của chính quyền huyện. Tại hiện trường thì mọi thứ vẫn ngổn ngang, ngoài các mẻ gạch vẫn đang nằm chờ ngày được vào lò thì những lán phơi mới cũng đang tạm dừng hoạt động. Được biết mỗi lò gạch như thế này, mỗi ngày có thể cho ra lò từ khoảng 10 đến 12 vạn gạch với mức lãi từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi ngày đêm. Với mức lợi nhuận như vậy, có thể hiểu trong thời gian qua các chủ lò ở đây đã tìm mọi cách bất chấp cả pháp luật để được hoạt động. Sau khi báo chí phanh phui hàng loạt lò gạch chui, UBND huyện Sóc Sơn mới chỉ đạo các xã rà soát kiểm tra hoạt động của các lò gạch này, đồng thời đưa ra phương án xử lý dứt điểm trước tháng 3 năm 2016. Cái này thì chúng tôi đã quyết liệt lập biên bản và xử lý, yêu cầu dừng cái việc yêu cầu nộp phạt thì cũng như là dừng cái việc xây dựng cái lò. Và hạn cuối cũng chỉ là kết thúc 2016, là kể cả các cái lò gạch áp dụng các cái khoa công nghệ thì mới cũng phải dừng hoạt động trong hết 2016 theo kế hoạch của ban thành phố như vậy. Để tìm hiểu thêm về sự việc, đặc biệt là kế hoạch phá dỡ lò gạch chui, phóng viên đã liên lạc với cán bộ xã Bắc Phú, tuy nhiên toàn bộ cán bộ xã đều không có mặt tại trụ sở. Ngay cả ông Hạnh, ông Thanh, những người đang chịu trách nhiệm cho kế hoạch phá dỡ cũng không có mặt tại hiện trường. 28 người tiểu bầy ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính trong tháng 3 vừa rồi. 8 trường hợp khác phải viết giấy cam kết không tái phạm và dùng nước dội sạch khu vực vừa gây mất vệ sinh. Đây là những trường hợp bị xử lý trong đợt ra quân chấn chỉnh, lập lại trật tự mỹ quan đô thị tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Việc xử phạt áp dụng theo Nghị định số 167 và 179, với lần vi phạm đầu tiên có mức phạt là 200.000 đồng, tái phạm là 300.000 đồng. Người vi phạm phải đến kho bạc nộp phạt trong vòng 10 ngày. Nếu không nộp phạt, UBND quận 1 sẽ gửi thông báo đến chính quyền địa phương nơi người vi phạm cư trú yêu cầu thực hiện. Tại quận 1 hiện có 23 nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Các võ đường của môn Việt võ đạo Phô Việt Nam được mở ra ngày một nhiều hơn trên đất Pháp. Số lượng người Pháp tới đăng ký học tập luyện tại các võ đường này cũng ngày một đông đúc hơn. Đó là nỗ lực của không ít người Việt nhằm gìn giữ và quảng bá rộng rãi hơn một giá trị văn hóa Việt Nam. Trong đó không thể không kể tới đóng góp của võ đường Thăng Long. Một buổi học tại võ đường Thăng Long. Đứa học sinh đầu tiên đăng ký gần 2 năm trước, giờ đã luyện tập cách đánh đối kháng. Không ít học sinh đã thi đấu và giật giải trong các cuộc thi ở Pháp và cả quốc tế. Thêm lớp học vừa được mở tại một điểm khác, tất cả mới chỉ bắt đầu. Chị Sophie mang trong mình hai dòng máu Việt, Ý, vừa làm quen với võ Việt Nam cách đây một tháng. Tôi mới tập 3 buổi, tôi thấy tập phái võ này rất thoải mái. Nó có thể đánh tay không hoặc tập với vũ khí, tất cả đều có kỹ thuật riêng. Học viên đăng ký tại võ đường không chỉ có những người gốc Việt. Con trai anh Abines đang theo học võ karate cũng vừa quyết định tập luyện thêm ở võ đường Thăng Long. Ở Pháp thì các môn thể thao như võ thuật cũng là môn học chính, nên là thời gian tới tôi và con trai tôi sẽ dẫn những người khác đến đây nữa. Bạn của con tôi đang học karate nhưng sẽ tới để học võ Việt Nam. Võ đường Thăng Long được mở ra từ 3 năm trước. Điều đặc biệt ở võ đường này là có một cô gái thuộc thế hệ 8X đứng lớp dạy học trò. Đó là Thủy Tiên. Cô đã từng 3 lần vô địch nước Pháp môn võ Việt Nam nội dung đối kháng và đoạt giải 3 võ Việt Nam thế giới năm 2009. Dù rất bận với công việc marketing ở một doanh nghiệp, nhưng cô vẫn dành 5 buổi một tuần tới võ đường của mình.
Rồi cái môn của Thúy Tiên hiện giờ là người đầu tiên của Paris, phụ nữ huấn luyện viên. Rồi sau đó thì không biết có người, sẽ nhiều người phụ nữ đi theo hay không cái luyện này. Võ sư Trương Anh Tuấn, cha của Thủy Tiên, đã đồng hành cùng với con trong suốt thời gian qua. Bản thân ông cũng dành tình yêu cho Võ Vi Nam gần 4 thập kỷ. Và giờ, hai cha con ông đang truyền đam mê cho những người Pháp. Tôi chọn môn phái Võ Vi Nam tại vì mình là người Việt. Mình ở tại đất xứ quê người thì mình muốn phát triển môn phái Võ Vi Nam. Bây giờ mình đang luyện những học trò để mà mình hy vọng nó sẽ lấy bằng giống như mình rồi nó sẽ mở lớp khác. Tại vì một mình không thể nào mà bao quản hết, phải có học trò của mình ra mở trường khác nữa. Thưa quý vị, khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì lễ tang của cố nhạc sĩ Trần Lập sẽ được tổ chức. Rất nhiều cảm xúc đan xen trong lúc này, nhiều kế hoạch đã được chuẩn bị để đưa anh về với nơi an nghỉ cuối cùng. Trần Lập ra đi, nhiều kế hoạch phải gác lại, nhưng mà dấu ấn của anh thì sẽ không thể nhạt phai trong dòng chảy rock Việt. Và tình yêu khát vọng của anh sẽ là nguồn cảm hứng tiếp tục được lan tỏa. Dòng chơi, Trần Lập, dốc và những cung đường là cuốn hồi ký thể hiện rõ nhất những tháng năm cuộc đời của thủ lĩnh bức tường. Nhiều câu chuyện lần đầu tiên được kể, từ công nhân làm lốp xe, giang hồ ghi lô đề và rồi ở vai một trong những người dẫn dắt dòng nhạc rock ở Việt Nam. Chị Thủy chính là người đã chắp bút cho câu chuyện cuộc đời của Trần Lập. Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, anh không hề nhắc gì đến việc là cuộc đời bất công anh ra sao. Tại sao anh khó khăn 40 cuộc đời như vậy mà cuối cùng lại phải nhận cái kết quả là bị ung thư, một cái án tử như thế. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói điều này. Đó là hãy cứ cống hiến hết mình đi. Đừng so đo thiệt hơn gì cả. Trần Lập là bức tường và bức tường là Trần Lập. Từ niềm đam mê của những chàng sinh viên trường đại học xây dựng để làm nên một ban nhạc rock có chỗ đứng chắc chắn trong lòng khán giả. Không dễ dàng để làm được điều này. Và gánh nặng dồn hết lên vai của người thủ lĩnh. Từ một ban nhạc sinh viên thì đấy là thời điểm quan trọng nhất và quyết định cái ban nhạc này nó sẽ nào. Thì lúc ý là vai trò của anh Lập là rõ nhất và anh Lập gần như là một người tạo cảm hứng, một người để cho mọi người thấy rằng chúng ta phải đi tiếp. Trong suốt cuộc hành trình dài với nhiều biến cố, ngay cả lúc đối mặt với những cơn đau của căn bệnh ung thư, thì người ta vẫn thấy Trần Lập đứng trên sân khấu hát với tất cả sức sống. Mỗi lần anh cất lên tiếng hát thì đều bằng trái tim của anh. Anh ấy cầm mic và anh ấy hát bằng hết tất cả con trái tim và cái niềm yêu thích của mình về cái âm nhạc ấy. Vừa tròn 20 năm bức tường thành lập, người thủ lĩnh đã ra đi, nhưng những ca khúc đẹp sẽ là một âm hưởng còn sống mãi. Sự cháy bỏng trên sân khấu của Trần Lập cũng sẽ trở thành một hình tượng không bao giờ có thể mất đi. Vâng thưa quý vị, hết mình trên sân khấu, bốc lửa với từng ca từ và cháy sáng với rock Việt. Còn một hình ảnh khác về cố nhạc sĩ Trần Lập có lẽ ít người biết tới hơn. Đó là một Trần Lập mạnh mẽ với những chiếc xe phân khối lớn phong trần trên những cung đường vùng cao. Tuổi trẻ của anh như là dấu cộng của những hành trình chinh phục. Đầu tiên mà khi tôi được xuất viện từ Việt Đức về, động tác đầu tiên là về nhà cái là bật ngay công tắc của cái xe và để nổ thử, thèm cái cảm giác đấy. Và tôi luôn luôn gọi là đại ca, gọi thuyền trưởng để cho anh đi dẫn anh em đi chơi.
Cái gì cũng chia sẻ từng chút một, hỏng xe thì cũng lăn vào, anh Lập cũng lăn vào sửa cho các em. Với những phượt thủ, nhạc sĩ Trần Lập cũng là một thủ lĩnh thực thụ trên nhiều cung đường hiểm trở. Những chuyến đi không chỉ là những chuyến trải nghiệm, mà còn là những hành trình để yêu thương, chia sẻ và giúp khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho người nhạc sĩ. Và anh Lập cũng vậy, anh Lập luôn tìm kiếm những cái nguồn cảm hứng mới cho những chuyến đi. Đối với mình thì anh Lập gần như là một người sinh ra để làm thủ lĩnh và là một cái người truyền lửa cho mọi người để có thể kích cái niềm đam mê của từng người nó lớn hơn rất là nhiều. Luôn mạnh mẽ, luôn cháy bỏng khao khát chinh phục. Điều đó đã làm nên một Trần Lập luôn bản lĩnh và kiên cường. Chính vì vậy, ngay cả khi biết mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, Trần Lập vẫn luôn tự tin và lạc quan. Căn bệnh này nó chỉ có thể xâm nhập vào thể xác của bất kỳ ai, nhưng nó không thể giết chết người ta, nó không thể giết chết tâm hồn người ta được, nó không thể giết chết lòng tốt của nhau được, nó không thể giết chết tất cả ước mơ, nó không thể giết chết tất cả những cái gì mà ta khát vọng. Anh Lập lúc đó mạnh mẽ lắm, rất là mạnh mẽ và anh rất là tự tin, và anh ấy vẫn còn rất là nhiều cái dự định ở phía sau ấy. Anh tin chắc anh sẽ khỏi bệnh, dẫn những cái dự định anh bảo anh muốn làm cái quỹ để cho những ủng hộ, đồng hành những người bị bệnh ung thư, tức là để chúng ta kêu gọi lên một cái tiếng gọi đó, cất lên một cái tiếng nói, đánh thức và ý thức cộng đồng các thứ. Thì anh cũng hoài bão về cái việc đó lắm. Những chuyến chinh phục trên nhân thế của Trần Lập đã thực sự khép lại. Anh đã bắt đầu một hành trình mới. Nhưng tinh thần của anh truyền đi những cảm hứng như vừa thắp lửa cho đam mê của một thế hệ tuổi trẻ. Trong phần tiếp theo của chương trình, trí thức Việt Kiều tại Pháp đã có nhiều đóng góp cho nền khoa học thế giới và luôn mong muốn cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là những chia sẻ về khát vọng cống hiến của tiến sĩ Mai Thanh Đức, hiện đang là giảng dạy tại Trường Đại học Paris. Một ứng dụng di động của các nhà khoa học ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giúp trẻ tự kỷ và khuyết tật có thể giao tiếp tốt hơn với những người xung quanh. Ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều người lớn tuổi sử dụng Internet. Pháp là một trong những quốc gia có nhiều trí thức Việt Kiều sinh sống và làm việc với số lượng khoảng trên 4 vạn người. Trong những năm qua, cộng đồng này đã có những đóng góp quan trọng cho nền khoa học thế giới. Chia sẻ với phóng viên VTC, đại diện các thế hệ trí thức Việt đã chia sẻ tâm nguyện luôn hướng về quê hương, khát khao được đóng góp cho đất nước theo những cách riêng của mình. Suốt 2 năm nay, phần lớn thời gian của tiến sĩ Mai Thanh Đức là trong phòng nghiên cứu với các thí nghiệm chất peptide beta-amyloid. Kết quả nghiên cứu chất này nếu có thể ứng dụng được thì sẽ giúp chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer, từ đó có thể đưa ra phác đồ điều trị. Đây là chương trình nghiên cứu của Liên minh châu Âu, được đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sau 2 năm tham gia vào chương trình, tôi đã thấy cái cảm giác chuyển từ rất là lo lắng và áp lực từ những ngày đầu thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn là phấn khởi và tương đối phấn khích sau khi thấy 2 năm công trình nghiên cứu của mình bắt đầu được ghi nhận ở trên thế giới. Chúng tôi rất hy vọng là cái nghiên cứu của chúng tôi sẽ được sử dụng để cho ứng dụng trong toàn cầu. Hoàn thành chương trình tiến sĩ năm 27 tuổi, hiện nay tiến sĩ Đức vẫn dành thời gian đứng lớp giảng dạy ở Đại học Paris 11. Ngoài ra, anh còn sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp với sáng chế về máy phát hiện thực phẩm bẩn. Và đối với bất cứ một du học sinh nào khi học ở nước ngoài đều rất là mong muốn có thể đem được cái hình ảnh của Việt Nam tới cộng đồng thế giới. Chúng tôi cũng muốn mang những tinh túy của thế giới đem về cống hiến cho đất nước Việt Nam. Cái quá trình diễn ra 2 chiều đấy cũng chính là cái động lực mà chúng tôi đang muốn dựa vào. Đại học Sainte-Anne Paris, ngôi trường hàng đầu đào tạo về kỹ thuật ở Pháp. Tại đây, giáo sư Nguyễn Quý Đạo đã gắn bó 40 năm. Ông là chủ nhân của 3 bằng sáng chế và là tác giả của hơn 300 tài liệu nghiên cứu khoa học. Đã là người Việt Nam thì không ai quên gốc mình là người Việt Nam.
tất cả những cái công việc mình làm là dĩ nhiên là để cho mình, để cho mình dạng danh của mình. Và từ đó tự nhiên nó sẽ thành ra dạng danh cho nước Việt Nam. Cuối năm ngoái, 4 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong danh sách các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới của Reuters. Nhiều nhà khoa học khác, đặc biệt là ở Pháp, cũng có nhiều đóng góp ở các mức độ khác nhau. Tôi nghĩ rằng một số người ở lại nước ngoài và cũng có một số người trở về nước để cống hiến cho sự phát triển của đất nước mình từ những gì mình học được ở nước ngoài. Điều này phụ thuộc vào cá tính, vào cá nhân của mỗi người, mà tùy vào từng trường hợp, mỗi người tìm được cách khác nhau để cống hiến cho đất nước của mình. Một ngày của tiến sĩ Mai Thành Đức vẫn là công việc trong phòng thí nghiệm. Riêng sáng chế máy phát hiện thực phẩm bẩn đang được đẩy nhanh để năm tới có thể tung ra thị trường, góp phần giải quyết vấn nạn thực phẩm bẩn ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiến sĩ Mai Thanh Đức, một trong những gương mặt trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu ở Pháp, đang có những đóng góp quan trọng trong việc giải quyết một vấn đề toàn cầu là bệnh mất trí nhớ. Anh cũng đang nỗ lực đóng góp cho quê hương. Như là quý vị có thể thấy ở cuối phóng sự vừa rồi là một sáng chế có thể tham gia giải quyết vấn nạn thực phẩm bẩn ở Việt Nam. Hiện đã có các cơ quan chức năng ở trong nước cùng phối hợp để có thể nhanh chóng đưa sáng chế này vào ứng dụng. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay sẽ là những chia sẻ của tiến sĩ Mai Thanh Đức về sáng chế này. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Đức đã tham gia cuộc phỏng vấn. Tôi được biết là anh đang hoàn thiện một chiếc máy mà rất nhiều người Việt Nam đang quan tâm, là chiếc máy có thể phát hiện ra được thực phẩm bẩn. Anh có thể bật mí gì về chiếc máy của mình? Sau khi làm tiến sĩ ở Thụy Sĩ thì tôi nhận thấy là các cái thiết bị phân tích nói chung, thương phẩm thường có giá rất đắt, trung bình cứ khoảng, nếu mà thiết bị đa chỉ tiêu có thể lên đến vài tỷ một chiếc. Đối với giá thành như vậy thì những nước Việt như Việt Nam hay các nước đang phát triển thì khả năng để cho những đơn vị phân tích tuyến cơ sở địa phương rất là khó có thể thu mua được. Đó là mục tiêu chúng tôi, là làm sao có được một cái sản phẩm thiết bị phân tích đa chỉ tiêu, nhỏ gọn, xách tay được và giá thành rẻ, có thể giảm giá xuống tận 1/5, tức là khoảng 20-30% giá thành một sản phẩm thương phẩm. Và nếu một khi đã phát triển được một sản phẩm nhỏ gọn như vậy thì phải có các ứng dụng đi kèm, chẳng hạn như ứng dụng về phân tích thực phẩm, ứng dụng về phân tích nhanh ma túy, hay ứng dụng về kiểm tra thuốc thật giả, tức là mẫu thực phẩm ở dạng nước hay mẫu ma túy ở dạng nước đưa vào thiết bị, và từ thiết bị chúng tôi dò tìm được các chất đó và đưa vào máy tính để kiểm tra so sánh đối chiếu. Đó là cái nguyên lý vận hành chung của thiết bị chúng tôi đang phát triển. Tất nhiên so với những sản phẩm thương phẩm thế giới thì chúng tôi loại bỏ tất cả những cái yếu tố gây giá thành cao và chỉ giữ lại những cái yếu tố căn bản nhất để có thể giá thành có thể thấp nhất và đơn giản nhất để cho người dùng. Tại sao anh lại lựa chọn một trong những ứng dụng của chiếc máy là phát hiện thực phẩm bẩn? Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả nước đang phát triển, vấn đề thực phẩm bẩn đang diễn ra rất là cấp thiết, hoặc đặc biệt là kể cả vấn đề ô nhiễm môi trường nước, những cái vấn đề trực tiếp liên quan ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Và cũng đã có rất nhiều những cái nghiên cứu đưa về các nước đang phát triển hay Việt Nam, nhưng tất cả các chương trình nghiên cứu đều chỉ dừng lại ở cấp trung ương bởi vì giá thành quá đắt và mức độ phức tạp quá cao để các tuyến cơ sở và địa phương có thể ứng dụng được. Đây cũng chính là lý do tại sao chúng tôi đang muốn cố gắng đưa cái thiết bị đơn giản nhất có thể, rẻ nhất có thể và ứng dụng đa chỉ tiêu nhất có thể để cho các tuyến cơ sở và địa phương có thể dùng trong tương lai. Chúng tôi hình dung đấy là một ngày nào đó những cái đơn vị kiểm soát thực phẩm tuyến địa phương cơ sở với cái thiết bị của chúng tôi có thể kiểm tra được một số chỉ tiêu thực phẩm ngay tại hiện trường hay tại các cái phòng thí nghiệm đặt tại tuyến cơ sở địa phương, và như vậy những cái mẫu về thực phẩm hay mẫu về nước không cần phải chuyển đến tuyến trung ương, và như vậy để có thể giảm được giá thành và đưa ra các cái kết luận về mang tính pháp lý nhanh nhất có thể. Tôi được biết là anh đã thành lập những cái doanh nghiệp khởi nghiệp để có thể đưa chiếc máy của mình tung ra thị trường. Anh đã thực hiện kế hoạch này như thế nào? Ấp ủ kế hoạch về khởi nghiệp thì nó diễn ra trong thời gian tôi làm tiến sĩ từ cách đây 6 năm. Và sau khi đưa các cái thiết bị thử nghiệm về Việt Nam thông qua một diễn đàn khoa học mang tên là CE Việt Nam và được sự hỗ trợ của rất nhiều bộ ngành Việt Nam trong suốt 4 năm qua với các dự án quốc gia hay là dự án cấp bộ, thì chúng tôi nhận thấy là để có thể phát triển được một sản phẩm hoàn thiện thì rõ ràng cần phải song song, một là bên thiết bị và thứ hai là cần ứng dụng đi kèm. Do đó chúng tôi đã mở ra hai hướng phát triển doanh nghiệp về thiết bị đặt ở Thụy Sĩ để tận dụng được những cái tinh túy nhất tại các nước đang phát triển và lấy được cái thương hiệu của họ,
đồng thời những cái ứng dụng phải triển khai ở Việt Nam là những là nơi mà những cái vấn đề về ô nhiễm thực phẩm, môi trường hay là dược phẩm đang diễn ra rất là cấp thiết. Và sau khi và theo bởi cái lý do đó mà cũng có một công ty khác khởi nghiệp được thành lập Việt Nam, và hai công ty hiện tại đang vận hành song song, một công ty Thụy Sĩ chuyên về thiết bị, một công ty ở Việt Nam chuyên về ứng dụng. Và chúng tôi hy vọng trong thời gian rất ngắn tới là chúng tôi có thể phối hợp hai công ty để có thể đưa ra sản phẩm cuối cùng. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Đức về những chia sẻ vừa rồi. Tôi mong muốn là sẽ nhanh chóng nhìn thấy cái máy của anh ở trên thị trường Việt Nam. Tôi rất là hy vọng đến năm 2017 sản phẩm sẽ có mặt ở thị trường để giúp ích cho xã hội và người dân. Cảm ơn bạn. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với thông tin về một số sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay 23 tháng 3. Hội nghị quốc tế về y học cấp cứu năm 2016 dự kiến khai mạc sáng nay tại Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Đây là nơi cập nhật, trao đổi các kiến thức chuyên môn, báo cáo những thành tựu đã đạt được của chuyên ngành cấp cứu trong thời gian qua. Báo cáo viên sẽ là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, các chuyên gia trong lĩnh vực cấp cứu đến từ Mỹ và nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó là 500 chuyên gia, nhà quản lý đến từ Bộ Y tế, các lãnh đạo bệnh viện và những người trực tiếp làm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Kéo dài đến hết ngày 26 tháng 3, chương trình sẽ bao gồm hai nội dung chính là đào tạo và hội thảo về cách tiếp cận mới cho bệnh nhân cấp cứu nặng. Triển lãm quốc tế lớn nhất trong năm về ngành chăn nuôi sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Index 2016 sẽ khai mạc hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. 200 doanh nghiệp tới từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ tham dự triển lãm. Mục tiêu được hướng tới là phát triển thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Lần đầu tiên, các thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ sẽ giới thiệu những tiến bộ trong sản xuất thức ăn, giống di truyền và các thiết bị chế biến. Dự kiến 7.000 khách sẽ tham dự sự kiện này. Với kịch kinh điển Hamlet của đại thi hào Shakespeare do các diễn viên nhà hát kịch Việt Nam thể hiện sẽ lưu diễn tại Singapore từ nay đến hết ngày 27 tháng 3. Đây là chuyến lưu diễn hưởng ứng sự kiện năm Shakespeare toàn cầu 2016. Cùng với hoạt động biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ có buổi giao lưu với sinh viên Việt Nam đang học tập và công tác tại Singapore. Dự kiến tháng 4 tới đây, vở Lâu Đài Cát của nhà hát kịch Việt Nam sẽ tiếp tục lưu diễn tại Trung Quốc. Biểu tượng của nền âm nhạc Berlin Đức, nữ nhạc sĩ Gudrun Gut sẽ có buổi biểu diễn vào hôm nay 20 giờ tại Viện Goethe Hà Nội với tập White Light 2.0. Đặc trưng âm nhạc của cô là sự pha hòa của âm thanh điện tử với những âm thanh hoài cổ của các phong tục nhạc blues hoặc tango. Cô chính là người đã tham gia sáng lập ra ban nhạc thử nghiệm danh tiếng ở nước Đức có tên là Sự Sụp Đổ của những tòa nhà cao ốc. Gudrun Gut đã thực hiện nhiều buổi biểu diễn thành công ở châu Âu, châu Mỹ và gần đây nhất là ở châu Úc. Vở múa Murmur 2.0, Lời Thì Thầm và Arista sẽ được trình diễn tại sân khấu nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày hôm nay. Lời Thì Thầm là tác phẩm múa được biên đạo múa người Anh Akash Orara cùng biên đạo múa người Úc Lewis Maroy sáng tạo dựa trên ý tưởng bóp méo và phóng đại hiện thực. Arista được biên đạo và biểu diễn bởi chính Akash. Với những kỹ thuật điêu luyện, chương trình sẽ giúp khán giả khám phá những nét đẹp trong nghệ thuật múa đương đại Anh. Chuyển sang phần tin quốc tế, toàn châu Âu đã rơi vào trạng thái sốc và sợ hãi bởi vụ khủng bố xảy ra vào ngày hôm qua ở thủ đô Bruxelles của Bỉ, trung tâm của Liên minh châu Âu. Nhiều nước đã tăng cường an ninh để ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra khủng bố tiếp theo. Tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, thị trưởng thành phố Manuela Carmena cùng với các quan chức tòa thị chính và người dân đã tổ chức mặc niệm để thể hiện tình đồng cảm với các nạn nhân của vụ khủng bố tại Bruxelles. Cảnh sát ở Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan đã tăng cường an ninh tại các sân bay và những nơi công cộng. Tại Rome, Italy, quân đội đã được điều động, các lực lượng tuần tra được trang bị vũ trang đầy đủ, rà soát mọi khu vực. Nhiều người dân châu Âu cho biết họ đang lo lắng có thể sẽ xảy ra các cuộc tấn công ở đất nước họ. Thành thật mà nói, tôi rất sợ rằng sớm hay muộn thì có thể xảy ra khủng bố tiếp, nhưng tôi hy vọng rằng sẽ không xảy ra điều kinh khủng đó. Dù nhiều lo lắng, nhưng việc có quân đội và an ninh thắt chặt cũng phần nào giảm bớt nỗi lo của người dân. Luôn có nguy hiểm, nhưng tôi tin vào lực lượng an ninh, chúng tôi sẽ cố gắng bình tĩnh. Dù sợ nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, chúng ta không thể đẩy nỗi sợ lên cao trào và tiếp tục nơm nớp như thế này.
an ninh tại các sân bay và điểm kết nối giao thông lớn của Đức tiếp tục được thắt chặt sau các vụ nổ bom liên tiếp ở Luxembourg. Theo cảnh sát Đức, sân bay Frankfurt đang được kiểm soát chặt chẽ. Hãng hàng không Lufthansa hiện đã hủy tất cả các chuyến bay tới Luxembourg. Hãng đường sắt Đức Deutsche Bahn cũng đã tạm dừng các chuyến tàu đến Luxembourg. Ga cuối cùng của các chuyến tàu khởi hành từ Frankfurt sẽ chỉ còn dừng ở nhà ga Aachen nằm gần biên giới Bỉ. Bộ Ngoại giao Đức cũng đã ra chỉ dẫn an ninh đối với công dân Đức đang ở Bỉ cần hạn chế đi lại, tránh tụ tập đông người và nếu phải ra ngoài cần chú ý và cảnh giác cao độ. Tại Thụy Sĩ, cơ quan tình báo Liên bang Thụy Sĩ cho biết, mặc dù chưa có dấu hiệu nào đe dọa trực tiếp đến các lợi ích quốc gia của Thụy Sĩ, song không loại trừ khả năng các vụ tấn công tương tự có thể xảy ra tại đất nước này. Theo người phát ngôn của tình báo Liên bang Thụy Sĩ, mức độ đe dọa tấn công khủng bố của Thụy Sĩ vẫn luôn ở mức cao. Tại Mỹ, an ninh cũng được tăng cường tại New York và Washington DC, trong đó lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ được triển khai bổ sung tới các địa điểm đông người và nhà ga. Theo những diễn biến cập nhật từ vụ việc, truyền thông Bỉ đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện một dây đai bom chưa nổ bị bỏ lại tại sân bay Brussels và các chuyên gia bom mìn đã cho phát nổ đai bom này. Thông tin này làm dấy lên lo ngại dây đai bom trên có thể thuộc về một kẻ đánh bom liều chết thứ ba. Tuyên bố của Trung tâm chống khủng hoảng Bỉ đăng trên Twitter cho biết các chuyên gia chất nổ của quân đội đã vô hiệu hóa một gói khả nghi tại sân bay Brussels. Nhà máy điện hạt nhân Tinhage, đông nam nước này, đã được sơ tán sau khi các vụ tấn công kinh hoàng ở Brussels. Các nhà chức trách Bỉ lo ngại các nghi phạm liên quan đến loạt vụ tấn công tại thủ đô Brussels vẫn đang lẩn trốn. Nhà chức trách Bỉ cũng đã phát hiện quả bom thứ ba chưa phát nổ tại sân bay Zaventem, nơi xảy ra hai vụ nổ bom ở sảnh chính khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Bước đầu cảnh sát đã xác định có 3 kẻ tham gia đánh bom tại sân bay này. Thưa quý vị, ngày hôm qua một sự cố máy tính đã xảy ra với hãng hàng không All Nippon Airways, gọi tắt là ANA của Nhật Bản, khiến cho hơn 100 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ, làm ảnh hưởng đến 16.000 hành khách. Hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt đã kiên nhẫn xếp hàng để đặt lịch các chuyến bay mới. Nhân viên của hãng ANA tại 49 sân bay trên toàn Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi sự cố của ANA đã xin lỗi các khách hàng và cố gắng để xếp lại các chuyến bay cũng như giải quyết các nhu cầu của hành khách. Theo hãng hàng không này, lỗi công nghệ đã xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày hôm qua và lỗi này đã được giải quyết sau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, 127 chuyến bay buổi chiều đã bị hủy bỏ. Hiện hãng hàng không đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố trên. Mới đây, tập đoàn Foxconn của Taiwan, Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị mua lại tượng đài sáp của Nhật Bản với giá là 100 tỷ yên, tương đương với 900 triệu đô la Mỹ, rẻ hơn nhiều so với mức dự kiến ban đầu là 489 tỷ yên. Cách đây một tháng, tập đoàn Foxconn đã đưa ra lời đề nghị mua lại tập đoàn công nghệ khổng lồ 103 tuổi sáp của Nhật Bản với mức giá 6,2 tỷ đô la Mỹ. Sáp cũng đã đồng ý với lời đề nghị này thay cho việc tiếp tục nhận nguồn vốn đầu tư từ một quỹ của chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên sau đó, Sáp đã để lộ khoản nợ khổng lồ lên tới 3,1 tỷ đô la Mỹ. Chính điều đó đã khiến cho Foxconn phải suy nghĩ lại. Thương vụ này cũng đã bị hoãn lại, bởi nếu như Foxconn thâu tóm Sáp, tập đoàn này cũng sẽ phải gánh luôn cả khoản nợ khổng lồ của Sáp. Chính vì vậy, Foxconn đã giảm giá mua xuống chỉ còn 900 triệu đô la Mỹ và sở hữu 2/3 số cổ phần của Sáp. Giá cổ phiếu của Sáp cũng đã giảm tới 14% sau khi thông tin về khoản nợ được công bố. Hội đồng quản trị của Sáp sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối tháng này để quyết định kế hoạch giải cứu tập đoàn lâu năm của xứ sở Phú Tang. Mới đây, tạp chí về biến đổi khí hậu Nature Climate Change của Anh thông báo tốc độ thải khí CO2 của con người đang ở mức cao nhất trong vòng gần 66 triệu năm qua. Theo báo cáo, hiện tại tốc độ phát thải carbon của con người đang cao gấp 10 lần bất kỳ giai đoạn tăng nhiệt tự nhiên nào trong lịch sử 66 triệu năm qua, thậm chí còn vượt xa cả giai đoạn xảy ra đại hồng thủy cách đây 56 triệu năm. Khi đó, nhiệt độ bề mặt trái đất tăng hơn 5 độ C, khiến nhiều sinh vật biển tuyệt chủng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, lượng khí thải carbon hiện nay chủ yếu do đốt nhiên liệu hóa thạch lên đến 10 tỷ tấn một năm, so với mức trung bình 1,1 tỷ tấn một năm trong 4.000 năm qua. Các chuyên gia dự báo, với mức độ xả thải như hiện nay, tính tới năm 2100, nhiệt độ trái đất sẽ tăng từ 3 đến 4 độ C, gây ra lũ lụt, bão gia tăng do mực nước biển dâng hay hạn hán trên diện rộng và sự sụt giảm nghiêm trọng số lượng loài trên trái đất. Một phụ nữ ở Australia vừa thực hiện một kế hoạch rất đặc biệt, đó là chạy marathon trong 49 ngày qua 7 sa mạc thuộc nhiều châu lục trên thế giới, qua đó kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về việc tiết kiệm nước.
Hành trình của Minaguli, giám đốc điều hành kiêm người sáng lập tổ chức từ thiện giáo dục và bảo vệ nguồn nước Thirst, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Cô đã thực hiện chạy 40 cuộc marathon qua nhiều vùng đất khác nhau, bất chấp cái lạnh dưới 0 độ C ở Nam Cực, đến cái nóng cháy da, cháy thịt ở miền Trung Australia. Tính đến nay, cô đã chinh phục các sa mạc Tabanas ở Tây Ban Nha, sa mạc Ả Rập ở Jordan, sa mạc Simpsons ở Australia và Nam Cực. Tìm được nước sạch để dùng là một thách thức lớn mà con người phải đối diện. Theo dự đoán, đến năm 2030, nhu cầu về nước sẽ tăng khoảng 40% so với số nước sẵn có. Như vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm hơn nữa để có đủ lượng nước dùng trong tương lai. Theo Mina, thách thức lớn nhất trên đường chạy là cơ thể phải luôn tự điều chỉnh để thích nghi với thời tiết ở những vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, cô đã vượt qua mọi khó khăn và trở thành người đầu tiên trên thế giới chạy qua 7 sa mạc ở nhiều lục địa khác nhau. Mới đây, các nhà khoa học ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phát triển thành công ứng dụng di động giúp trẻ tự kỷ và khuyết tật có thể giao tiếp tốt hơn với những người xung quanh. Ứng dụng này có tên là Babnu, được phát triển theo phông chữ Ả Rập. Theo đó, người dùng có thể tải hình ảnh kết hợp với âm thanh hay bất cứ điều gì lên máy tính bảng hoặc điện thoại di động để truyền tải cho những em nhỏ bị tự kỷ. Babnu được cho là sẽ giúp trẻ tự kỷ cảm thấy ít bị cô lập hơn trong thế giới của các em. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là sử dụng tất cả các phương tiện khác nhau để cải thiện khả năng giao tiếp của trẻ. Vì trẻ khá thích iPad nên ý tưởng phát minh ứng dụng Babnu nhằm khuyến khích các em giao tiếp thoải mái hơn thay vì gò bó và áp đặt một chương trình chữa bệnh nào với các em. Awa Faisha Al-Jafi, mẹ của Mohamed Ghassan, 6 tuổi, người đã được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ từ hồi em lên 2. Jafi cho biết, ứng dụng Babnu là vô giá trong việc giúp con trai cô học phát âm và hiểu được những gì cô nói. Ứng dụng này thực sự rất hữu ích. Con trai tôi bắt đầu hiểu và nhận biết được một số từ. Giờ cháu hiểu khi tôi yêu cầu cháu phải rửa tay, thậm chí cháu còn có thể phát âm được vài từ nữa. Mặc dù mới ra mắt được 3 tháng, nhưng ứng dụng này đã nhận được đánh giá cao từ đông đảo người dùng. Sắp tới, Babnu sẽ được phổ biến rộng rãi tại các nước vùng vịnh, Trung Đông, Bắc Phi, các quốc gia sử dụng tiếng Ả Rập. Tại Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, có gần 700 triệu người sử dụng Internet. Trong đó có khoảng 3,9% là người lớn tuổi, tăng khoảng 1,5% so với năm ngoái. Tham gia ca hát hay tập các điệu nhảy trong các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi là hình ảnh thường thấy đối với các cụ già ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên giờ đây, nó đã được thay thế bằng hình ảnh các cụ già cầm trên tay những chiếc điện thoại thông minh. Cụ bà Xia Siru, 83 tuổi, là một trong những người có đam mê với Internet. Chia sẻ những khoảnh khắc với con cháu trên WeChat là một trong những việc mà bà yêu thích. Tôi nấu cháo bị cháy khá nhiều lần bởi tôi chỉ dính lấy iPad mà không hề muốn đứng dậy. Đọc tin tức, hẹn lịch gặp bác sĩ, ngay cả việc mua một chiếc máy giặt mới, tất cả bà Xia đều thực hiện trên chiếc iPad của mình. Và bà Xia không phải là người duy nhất tận dụng thuận lợi mà Internet mang lại. Tại hội trường Anhui ở Bắc Kinh, cứ thứ tư và thứ năm hàng tuần, hàng trăm người cao tuổi lại tập trung tại đây để học cách sử dụng Internet và điện thoại thông minh. Mạng xã hội WeChat, dự báo thời tiết và bản đồ là ba ứng dụng phổ biến nhất mà những người cao tuổi ở đây học sử dụng. Các lớp học đã mở được hơn 2 năm, một lớp hướng dẫn sử dụng máy tính, lớp còn lại hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh. Hiện tại chúng tôi có hơn 5.600 người lớn tuổi đăng ký học. Hiện Trung Quốc có hơn 200 triệu người trên 60 tuổi, và với các lớp dạy công nghệ thông tin như thế này, được kỳ vọng sẽ giúp những người lớn tuổi tại Trung Quốc có đủ tỉnh táo, cũng như được hưởng lợi thực sự khi bước vào thế giới Internet, khi ngày càng có nhiều vụ gian lận thanh toán trực tuyến hay lừa đảo qua mạng. Chính quyền quận Aichi của Nhật Bản đang lên kế hoạch tuyển ninja làm việc toàn thời gian để biểu diễn nhào lộn ở cung điện Nagoya nhằm mục đích thúc đẩy du lịch ở khu vực này. Ninja đóng vai trò rất lớn trong lịch sử Nhật Bản, vốn là danh xưng để chỉ cá nhân hoặc tổ chức đánh thuê, hoạt động bí mật và thường thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, gián điệp. Tuy nhiên, tại quận Aichi, các ninja lại có nhiệm vụ hoàn toàn khác, đó là thúc đẩy du lịch tại di tích lịch sử cung điện Nagoya. Các ứng viên có thể là bất kỳ ai trên 18 tuổi, không phân biệt công dân Nhật Bản hay người ngoại quốc, miễn là có thể sử dụng tiếng Nhật Bản, tiếng Anh thành thạo và am hiểu lịch sử quốc gia này. Yêu cầu nhà tuyển dụng đưa ra là ninja phải biết nhờ
nhào lộn, múa biểu diễn với phi tiêu shuriken đặc trưng và luôn sẵn sàng chụp ảnh với du khách. Những ninja được tuyển dụng sẽ được ký hợp đồng một năm với mức lương hàng tháng là 180.000 yên cộng với tiền thưởng nếu làm tốt. Không chỉ Aichi mà nhiều quận khác trên toàn đất nước Nhật Bản cũng đang hướng tới việc thuê ninja làm việc, qua đó thúc đẩy ngành du lịch vốn được kỳ vọng trở thành đòn bẩy cho nền kinh tế quốc gia châu Á này trước thềm Olympic Tokyo 2020. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.